Như tin đã đưa, vào rạng sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013, trong lúc đang khai thác hải sản ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, do gặp không khí lạnh tăng cường, tàu cá NA90249TS của anh Nguyễn Văn Trí thuộc thôn Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu đã bất ngờ bị sóng nhấn chìm. Hiện nay công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đang được các cơ quan chức năng tích cực triển khai. Sau khi nhận được thông tin tàu cá NA90249 bị sóng nhấn chìm, các thuyền viên bị mất tích trên biển, không khí trong ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Hương, thôn Tân An, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu trở nên nặng nề. Bà Hương có hai người con trai là Nguyễn Văn Trí sinh năm 1982 và Nguyễn Văn Huỳnh sinh năm 1990 cùng tham gia đánh bắt trên chiếc tàu cá mang số hiệu NA90249, đồng thời vừa là chủ tàu cá. Cách đây 2 tháng, gia đình bà Hương đã cầm cố sổ đỏ cho ngân hàng và vay mượn người thân để đóng tàu cá NA90249 trị giá gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, tàu NA90249 mới đi được chuyến biển thứ 3 thì gặp nạn. Bây giờ bà cũng biết làm gì được mà lấy mà trạm ở. Thì bây giờ ngồi nhờ bố hai con đi thì hắn cũng nói là củng cố nghề lên để mà tiến bộ lên để làm ăn cho no nắng cái cuộc sống. Rồi mà may rắn rượu rồi, bây giờ con mất rồi, bây giờ bà cũng biết lấy gì, bây giờ bà già rồi cũng làm được gì ra tiền. Còn với gia đình anh Nguyễn Ngọc Tân, do gia đình khó khăn nên con trai anh, cháu Nguyễn Văn Hải mới học xong trung học cơ sở đã phải nghỉ học đi biển phụ giúp gia đình. Thế nhưng chỉ mới chuyến ra khơi thứ 3, gia đình đã nhận được tin dữ 10 thuyền viên mất tích, trong đó có con trai anh. Gia đình hoàn cảnh đấy là con hận tự nguyện xuống nề cầu vì con ấy để giữ cái chuyện như xảy ra mất mát đó thì cũng mong cấp trên này nó để coi thử thuyền bè tìm tòi coi thử lạch nọ lạch kia hoặc là giạt đi chỗ mô đó thì các cũng nhờ cái cấp trên lãnh đạo rồi gặp tay nó được thì báo cho gia đình biết. Sau khi nhận được tin báo khẩn cấp từ một tàu cá của xã Quỳnh Thọ báo là tàu cá NA90249TS bị sóng nhấn chìm và mất liên lạc, các ban ngành chức năng của huyện Quỳnh Lưu đã kịp thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và các ngành chức năng của tỉnh huy động lực lượng cùng phương tiện để ứng cứu. Đồng thời, lãnh đạo huyện cũng đã kịp thời đến thăm hỏi động viên các gia đình có thuyền viên bị mất tích. Đến sáng nay 29 tháng 11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một phần mũi của chiếc tàu nhô lên mặt nước và trên tàu không có người. Hiện công tác tìm kiếm người bị nạn đang được các cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm và trước mắt mở rộng diện tích từ 5 đến 10 hải lý. Được biết, cả 10 ngư dân đang làm việc trên tàu đều là anh em họ hàng với nhau. Trong đó có 9 thuyền viên của huyện Quỳnh Lưu và một người ở thị xã Thái Hòa. Khi nhận thông tin thì anh em đã xuống trực tiếp để kiểm tra tại địa bàn thôn Tân An và sau đó sẽ anh em đảng ủy chính quyền phối hợp với các ngành chức năng, đặc biệt là báo cáo về đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, báo cáo qua ban chỉ huy phòng chống lụt bão, cục tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, bộ đội biên phòng và chi cục khai thác thủy sản của tỉnh để nhờ các đơn vị phối hợp để tìm kiếm cứu nạn trên biển cho tàu bị gặp nạn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tin tức gì từ con tàu NA90249 cùng 10 thuyền viên mất tích. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn công tác tìm kiếm cứu nạn tàu cá NA90249 và các thuyền viên trong các bản tin thời sự. Thông tin chúng tôi vừa nhận được về công tác tìm kiếm tàu cá NA90249 gặp nạn. Thiếu tá Trịnh Văn Quế, chính trị viên Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng cho biết, sau khi nhận được thông tin tàu cá Quỳnh Lưu gặp nạn, ngày hôm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai ngay công tác cứu hộ cứu nạn. Nhưng do đêm qua 28 tháng 11, sóng biển quá lớn, cấp 8, cấp 9, trong khi tàu chỉ chịu được sức gió cấp 5, cấp 6, nên không thể ra khơi được. Vì vậy, ngay từ 6 giờ sáng nay, Thượng tá Nguyễn Xuân Phương, Hải đội trưởng Hải đội 2 trực tiếp chỉ huy hai tàu tìm kiếm, cùng 21 cán bộ chiến sĩ đã xuất phát.
Liên lạc qua bộ đàm thông qua Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia với Thượng tá Nguyễn Xuân Phương, chúng tôi được biết, ngày hôm nay, đội tàu cứu hộ tìm kiếm ở tọa độ 18 độ 15,55 giây vĩ độ Bắc, 106 độ 55 phút kinh Đông, vùng đánh cá chung giáp ranh với biển Hà Tĩnh. Chiều tối nay, lực lượng tìm kiếm đã xác định được vị trí tàu gặp nạn. Có một tàu của ngư dân Quỳnh Lưu hiện đang cảnh giới tàu gặp nạn, chìm sâu từ 3 đến 5 mét. Theo thông tin của các tàu cá trên biển, đến chiều nay các ngư dân và lực lượng cứu hộ đã vớt được 4 người còn sống. Hiện nay, tàu của lực lượng bộ đội biên phòng Nghệ An đang tiến hành trục vớt tàu và đưa người bị nạn vào bờ. Công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích còn lại, lực lượng tìm kiếm Nghệ An phối hợp với bộ đội biên phòng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục tìm kiếm.